Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chính thức trong đêm nay, vị tướng mới chúng ta mang tên Drac sẽ ra mắt Liên Cầu Bài Việt Nam trong đêm ngày 30 tháng 12. Đây là một vị tướng pháp sư rất mạnh và chính thức nằm trong sổ sứ mệnh mùa 13. Để mà đạt được sở hữu được vị tướng Drac thì các bạn chỉ cần đạt được cấp 1 trong sổ sứ mệnh mùa 13 nhá. Kèm theo bộ trang phục cảnh vệ bầu trời. Đạt được cấp độ 20 trong sổ sứ mệnh. Thật sự đây là một vị tướng pháp sư rất mạnh. Đầu tiên với bộ kỹ năng dị, khi mà vị tướng này hết máu thì nó vẫn còn được bất tử khi mà nó còn mana. Đấy là một cái điểm lợi. Đặc biệt điểm thứ hai đó là một vị tướng có khả năng dồn sát thương, một dồn combo về late game rất bá. Chiêu cuối có khả năng chặn được sát thương đánh xa từ đối phương và đặc biệt có thể bắn trưởng được. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test sức mạnh vị tướng này trước khi ra mắt. Hiện tại thì nó chưa ra mắt tại vì là trong đêm nay mới ra mắt bản chính nha. Mình sẽ qua phiên bản thử nghiệm để test thêm một lần nữa để cho tất cả các bạn xem qua. Ok, chúng ta sẽ cùng qua phiên bản thử nghiệm. Ok, chúng ta sẽ cùng test sức mạnh của vị tướng Drac. Thật ra thì mình đã làm video clip khá là nhiều về vị tướng này rồi. Để mà nói là đánh tốt vị tướng này thì thật sự bản thân mình chưa đánh tốt lắm đâu. Tại vì phiên bản thử nghiệm thì chúng ta sẽ không thể nói chắc được cái điều gì. Chủ yếu đánh ở phiên bản thử nghiệm này để test về bộ kỹ năng, chơi cho quen thôi. Chứ còn mang vị tướng này vào đấu danh trong phiên bản chính thức thì chúng ta cần phải rèn luyện thường xuyên hơn nữa. Ok, cả các bạn cũng vậy, khi mà nhận tướng Drac thì các bạn cố gắng test đấu thường trước đã nha. Ok, level 2 rồi, trời đất ơi Ata. Nó trâu thật sự các bạn ạ. Các bạn ấy giúp mình vừa xong là mình khi mà lên level 2 một cái là cái tầm nhìn của mình nó được phóng to ra. Đấy là về kỹ năng của vị tướng Drac này. Trời, để xuất rồi Ata nó vào nó cướp rừng thế này anh em. Ôi dồi, nó giết luôn cả Ngộ Không thế này thì chịu rồi, trời đất ơi. Thật sự là Drac là một chất tướng về late game rất mạnh. Còn thời điểm đầu game là nó thiên hướng về cấu rỉa, chưa thể dồn combo được. Khi mà late game thì như mọi người biết là mình chỉ cần kích quạt chiêu 1 là chiêu 2, kích quạt chiêu cuối một bộ combo là hoàn hảo. Combo hoàn hảo như thế là khiến đối phương bốc hơi rất là nhanh rồi. Thường thường là chúng ta có thể sử dụng được chiêu 1 liên tục nếu mà chúng ta sử dụng chiêu 2 chuẩn xác, khiến cho đối phương bị làm choáng hoặc là vang vào điệu hình. Thôi nào, mình không hiểu tại sao mà cái ông Omen này ông ra đường giữa nhiều thế nhở. Để cho mình solo với Drac team bạn đi. Trời đất ơi, cứ ra đường giữa làm cái gì không biết nữa. Đấy đấy, thế là mình không thể nào lên cao được. Đang có Hayate đây đấy, lại thêm cả Hayate. Toàn ra farm hộ nhau thôi. Nên nhớ là khi mà chơi vị tướng Drac là chúng ta sử dụng kỹ năng càng gần mục tiêu thì nó gây rất là nhiều sát thương, các bạn thấy không? Tôi xin lỗi mình tốc hành anh. Trời ơi, từ từ có đồng đội rồi, tôi đứng bên ngoài và nhả kỹ năng nha. Vị tướng này chúng ta hết mana thì chúng ta mới chết cơ. Đó, có một mạng hỗ trợ. Hết máu chưa chết, hết mana mới chết. Và rất là nhiều bạn có nói với mình đó là ở trong cái phiên bản vô tận hoạt lực ấy, cái chế độ hồi chiêu nhanh ấy, vị tướng này có khả năng bất tử. Tại vì là chế độ đấy chúng ta dùng kỹ năng không tốn nhiều mana đúng không? Sai rồi các bạn ạ. Vị tướng này ở trong chế độ vô tận hỏa lực nó vẫn bị chết như bình thường thôi. Tại vì là nó có sự điều chỉnh trong vô tận hỏa lực, trong cái chế độ hồi chiêu nhanh. Các bạn gặp những vị tướng sốc sát thương nó đánh cho một phát như Ngộ Không chẳng hạn là các bạn không kịp hồi mana các bạn chết luôn ấy. Đấy, chứ không phải là chơi ở vị tướng này trong chế độ hồi chiêu nhanh là nó cũng có tác dụng đó là bất tử đâu. Bắt tàu le 4 rồi, đi đảo đường hỗ trợ team này. Cố gắng dụ team bạn vào đây. Chúng ta kích hoạt chiêu cuối thì chúng ta có thể cường hóa kỹ năng lên nha. Và sau đó cứ đánh thường thôi. Và chúng ta chỉ cần bắn trưởng từ chiêu cuối lần nữa để dọa đối phương. Ha mê rô. Ui dồi. Xịt mất rồi, không sao. Cứ đứng sát Ata sử dụng kỹ năng này là có một mạng hỗ trợ. Thật sự là những vị tướng đỡ đoàn gặp vị tướng Drac này gần như là rất là sợ luôn. Do là mình chỉ cần đứng gần, mình kích hoạt chiêu 1 vừa đẩy lùi vừa gây sát thương lớn nữa. Chiêu 2 thì không chế khó chịu rồi. Lát nữa thì mình sẽ cố gắng lên cái trượng băng nhá. Tại vì chắc chắn mình cần phải lên cái trượng băng trong trận đấu này. Cứ xả kỹ năng ra thôi. Trượng băng để làm chậm đối phương, mà nếu mà đối phương dính vào chiêu 1 thì rất khó để chạy được ra được. Trời ơi, sao để... Thôi, để nó cướp mất rồng rồi. Thôi anh nào ơi, thay em cái coi. Các bạn thấy không, mình phải mang cái phép bổ trợ tốc hành để tăng thêm khả năng cơ động cho vị tướng Drac ấy. Chứ còn thật ra thì Drac điểm mạnh là khống chế mạnh, khống chế cứng rất là ghê. Đặc biệt là dồn sát thương mạnh, mỗi tội là không có cơ động. Vậy đây là mình chỉ có đứng từ xa, mình ném chiêu 1. Chiêu 1 vị tướng này nó trôi hơi bị chậm một xíu.
Nhưng mà khi mà trúng được mục tiêu rồi thì gây sát thương rất lớn nha. Không cứu được Kindred rồi. Bây giờ là cần sự hỗ trợ Ngộ Không thôi. Kỹ năng mình hồi hết rồi. Trước khi đây cứ kích hoạt chiêu cuối, sau đó là chúng ta cứ đánh thường nha, đánh thường cường hóa đã. Đợi đối phương còn xíu máu là chúng ta kích hoạt chiêu cuối lần nữa để bắn trưởng. Hey, boom. Ô, không chết được. Hình như là vừa xong là Omen có liêm tử thần. Ui, cứ nghĩ là phải để ăn được mạng. Combo thật ra thì các bạn có thể sử dụng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 hoặc chiêu 2, chiêu 1, chiêu 3, nhưng mà điều khiển chiêu 2 hơi khó nha mọi người nha. Lưu ý giúp mình, khi các bạn đặt chiêu 2 ra phía trước thì các bạn phải sử dụng thêm một ngón tay để điều khiển cái thiên thạch nó rơi. Nó có thể rơi vào đằng trước đằng sau do các bạn điều khiển thôi. Đó, và bây giờ là cứ ném kỹ năng. Ôi dồi ôi, từ từ đang có Omen. Chết tôi té anh em ạ. Quay đầu là bờ nhưng mà quay đầu là vực. Đứng bên ngoài mà gì ở nha. Cố gắng hỗ trợ cho Kingcross cho bạn ấy về. Về đi bạn. Giờ thì cứ ở đây mà nhây thôi. Xem Ata với Omen có dám băng trụ không. Các bạn cần phải hiểu qua cơ chế vị tướng này. Chứ thật sự khi mà vị tướng này mới ra mắt ấy, là đối phương đánh mình hết sạch máu rồi, cứ tưởng là mình chết rồi, đối phương chạy đi, ai ngờ mình còn mana là mình vẫn sống. Ui giời, Ata vào đây. Ném kỹ năng liên tục rồi. Tiếp tục chiêu 1 tiếp. Ui, kích quạt chiêu cuối đánh đường. Lần này thì Hame ha. Không chết được, trời ơi. Nhưng mà chạy được đi đâu có sâu. Kỹ năng mình ngồi rồi. Trời ơi, đánh tường là có không ạ? Bắt đầu xanh rồi đấy. Mặc dù là mới ăn được 2 mạng thôi. Trong trận đấu này hiện tại mình đang sử dụng phù hiệu thần quang nhá. Mình cảm thấy là mang cái thần quang này sẽ rỉa được đau hơn. Còn nếu mà thật ra sử dụng combo chuẩn là cứ đặt cái chiêu 2 ra đằng sau đối phương, sử dụng chiêu 1 đằng trước để ép đối phương thành như kiểu các bạn biết là bánh mì kẹp thịt đấy. Đấy, ép đối phương như bánh mì kẹp thịt, phải chịu hai sát thương, chịu sát thương của hai kỹ năng đấy. Như vậy thì nó mới hiệu quả được. Nào, đường trên đánh nhau là phải có mình. Bây giờ chạy lên hỗ trợ là hợp lý. Chúng ta giữ vị trí, chúng ta ném kỹ năng vào. Khống chế lại. Tiếp tục nha. Ata ơi, chiếm em đi Ata ơi. Đúng rồi, chiếm em đi, em còn chiêu cuối rồi, chiếm em đi. Trời ơi, vào đây. Thoải mái đấy. Lên anh em, lên hỗ trợ mình cái đi, sợ cái gì. Cái tầm này là cân luôn, sợ cái gì, có chiêu cuối là chúng ta cứ kích quạt ra và cường hóa đòn đánh thường thôi. Sau đó là lại bắn Hame bắn trưởng thôi. Này thì bắn trưởng. Bùm, trời ơi, siêu việt. Một khi đã xanh thì thật sự là chiêu cuối của vị tướng này nó gây sát thương rất lớn nha. Chiêu cuối thì tầm sử dụng chiêu cuối khá là xa. Chiêu cuối vị tướng Didac có tác dụng là khi mà các bạn đặt lại cái khiên ra thì nó có thể chịu được sát thương bắn xa, kể cả sát thương của trụ luôn. Đặc biệt là nó có thể cường hóa được thêm lần nữa để các bạn có thể là sử dụng một đòn bắn trưởng. Bắn trưởng nó xa giống như kiểu Elsu đấy. Ngộ Không ơi, lên đây hỗ trợ mình này. Đầu tiên là chúng ta cứ bắt thanh niên Omen lại đã. Tại vì là Elendo nó cơ động lắm. Cứ khống chế Omen lại và sau đó là sử. Ui dồi, kỹ năng 1 liên tục. Ui, kỹ năng 1 liên tục. Ui giời, kỹ năng 1 liên tục thế này chơi. Bỏ trụ đi bạn ơi, không thì vào đây đánh nhau nào. Cố gắng đợi đứng lên nó ép luôn trụ này nha. Edo tin bạn chưa chịu về. Tiếp tục chúng ta sử dụng kỹ năng khống chế vào. Tiếc là Ngộ Không vừa xong lại chết mất rồi. Thoải mái đi, bây giờ còn chiêu cuối Ata vào đây. Kích quạt chiêu cuối, cường hóa nó đánh được. Cứ đánh được. Hame. Ha, ôi trời ơi, chết rồi. Khổ lắm cơ, cái tinh niên từ từ nha. Ném tiếp kỹ năng vào. Là chúng ta có 2 mạng. Endo vừa ra định ăn hôi, ai ngờ dính kỹ năng mình là bạn ấy chết tươi. Ép sau cái trụ này bắt đầu lại đi đảo đường tiếp rồi. Có trượng băng là làm chậm rồi. Một cái lưu ý nhỏ giúp cho các bạn có thể đánh được vị tướng Didac hiệu quả mà không bị ăn hành nha. Đó là khi mà đấu danh ấy thì các bạn lưu ý là nếu mà nhìn thấy team bạn nhiều sát thủ cơ động quá thì đừng pick Didac nha.
Thấy team bạn kiểu tù tù, những vị tướng ít cơ động, các bạn có thể chơi vị tướng này hiệu quả. Rồi Omen vào đây, thoải mái đấy, cứ ném kỹ năng vào. Bạn chạy nhanh làm sao bằng mình có tốc hành hả trời. Chạy đi đâu, tiếp tục ném kỹ năng nhất vào. Chết, lên bảng. Nào, Ata vào đây, cứ áp sát mình là các bạn chịu rất nhiều sát thương ấy không. Cứ áp sát mình là các bạn bị thiệt. Do là áp sát mình cứ dùng chiêu 1 để đẩy ra thôi. Và chiêu 2 là cứ khống chế thẳng vào tường để làm choáng. Tiếp tục ném chiêu 1 vào. Rồi, nào có lúc bốc rồi. Ui giời ơi. Này thì bắn chiêu cuối phát này nó thì chết à. Thôi, thật sự là để mà bắn được vào Endo nó bay nhảy ghê lắm. Đánh nhanh anh em còn đi học, trời đất ơi. Nào nhanh nhanh anh em cho tranh thủ thanh niên kia còn đi học cái nào. Mình tưởng đi rắc tim bạn AOK nhưng không phải. Đẩy nhanh nhé, bây giờ tập trung là đẩy nhanh thôi. Đó, cứ ăn mạng xong rồi đẩy nhanh. Có mạng nữa, thần thánh rồi. Rồi, tiếp tục này. Thoải mái đi. Mình cần có một người vào trước, sau đó là mình cứ đứng bên ngoài mình nhả kỹ năng vào. Cứ khống chế và nhả kỹ năng. Ata trâu đến mấy, dính kỹ năng là chết. Thật chết đẹp rồi. Từ từ Ando, em còn liềm, trừ từ nhá. Đợi kỹ năng hồi đã, ném tiếp vào khống chế. Vào đây. Này thì vào đây, mất liền cho mình có mạng. Chắc gì mày đã là học sinh giỏi. Ồ, cả khịa cực mạnh đến từ vị trí của Omen. Đuổi em đi anh ơi. Đồ anh bắt được em à, hi hi. Vào đây. Mình không việc gì phải về nhá. Tại vì nếu bây giờ Omen xích mình là bạn ấy bị thiệt. Do là mình có thể sử dụng chiêu cuối để cường hóa kỹ năng vào. Đó, chiếm em đi anh ơi. Chạy mất dép. Bây giờ cố gắng áp sát thôi. Có tốc hành mà. Áp sát và kiện ném kỹ năng tiếp vào bắn trưởng. Hameha thì chạy đi đâu. Luyện trưởng từ xa và Hameha thần thánh. Đã ra màn thôi, xin lỗi. Từ từ, trời đất ơi, 2-3 thằng thế này thì chịu rồi. Thôi, cụ ra đi chân lạnh toát thật sự rồi. Bây giờ chúng ta chỉ biết cổ vũ cho Kingcross đẩy trụ lén thôi. Cố lên bạn ơi. Đẩy nhanh luôn đi. Để cho Hate còn đi học cái nào. Cho bạn ấy con học sinh giỏi. Đi rắc tim bạn chán còn không thủ nhà luôn. Ok, có lẽ là kết thúc luôn trận đấu rồi các bạn ạ. Đây là sức mạnh vì tướng Dirac, tướng mới ra mắt trong sổ sử vậy. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.